Tây Du Ký, chương 12. Ngày mồng 3, vua Thái Tôn và các quan hiệu đến chùa Hóa Xanh thắp hương lạy Phật. Thấy Huyền Trang dắt các sãi ra lạy mừng vua, rồi dâng văn tế cô hồn. Vua Thái Tôn xem rõ văn tế như vậy: Đức Thánh mình mông, cửa thiên lặng lẽ, sống trên đời tánh quỷ hung hăng, thác xuống đất hồn ma quạnh quẽ, nhớ các linh xưa, mãnh tham danh lợi, không lo lợi phước đôi đảng, cứ xưng bá xưng vương, bao quản mất còn hai lẽ. Thương ôi, sông pha chiến trận, liều thân mũi đạn đường tên, vùng vẫy giang hồ, bỏ mạng chân trời góc bể. Nay chúa ta xem thành uổng tử, khá thường mà đói một đoàn, về cõi dương trần còn nhớ hồn oan nhiều kẻ. Lập một trường thủy lục, đãi đằng chúng quỳ xa gần, nhóm ngàn sãi kỳ kinh, siêu dỗi vong hồn già trẻ, nhờ ơn tiếp dẫn, vãng sanh cõi Phật thành thơi, bỏ thói hành hung, phò hộ dân trời sức khỏe, có linh xin hưởng. Vua xem qua vui lòng lắm, nói với các sãi rằng: Mấy thầy đừng bê trễ, xong việc rồi chấm công đức, không bỏ qua đâu. Các sãi lại tạ ơn. Vua quan ra về, còn mấy thầy lo cúng. Bây giờ nhắc việc Quan Âm ở miếu thổ địa bấy lâu mà tìm kẻ thỉnh kinh chưa đặng. Nay nghe vua chọn Huyền Trang làm thầy cả mà chứng đám trai, lấy làm mừng rỡ, thầy cho giả làm thầy chùa, ghẻ lát đem gậy áo đi bán tại Trường An. Mấy thầy chùa có tiền, thấy hai sãi đầu trần đi bộ ghẻ lát đầy mình mà cầm quần áo cả xa rực rỡ, liền hỏi thăm giá mấy. Quan Âm nói: Áo 5.000 lượng, còn gậy 2.000. Sãi ác tăng giận mắng rằng: Hai sãi lát nói khùng, áo với gậy tới 7.000 lượng bạc, giàu bận mà sống đòi hay là thánh Phật cũng không tới giá này, đi bán đâu thì bán đi cho rảnh. Quan Âm không nói lại, cứ đi với Mộc Cha. Hèn lâu tới cửa Đông Huê, gặp tể tướng Tiêu Võ trầu về. Quan nạt đường inh ỏi, Quan Âm không tránh, mang áo đi ngang. Tiêu Võ thấy áo có ngời, liền sai quân hỏi giá. Quan Âm cũng nói giá đó. Tiêu Võ hỏi: Có cách chi quý lắm mà thách giá cao? Quan Âm nói: Áo cả xa này có chỗ quý, có chỗ không quý, khi đòi tiền, khi chẳng đòi tiền. Tiêu Võ hỏi: Sao là quý, sao lại không quý? Quan Âm nói: Mặc áo này chẳng đọa luân hồi, chẳng xa địa ngục, chẳng bị độc hại, chẳng bị hùm beo, ấy là quý đó. Nếu kẻ phàm phu tham dâm gây họa, không ăn chay lại ngạo Phật chê kinh, thì chẳng hề thấy đặng áo này, ấy là không quý. Tiêu Võ hỏi: Sao có tiền, sao lại không có tiền? Quan Âm nói: Không giữ phép Phật, ở chẳng hiền lành mà muốn mua áo và mua gậy thì đủ 7.000 lượng bạc mới bán, ấy là có tiền. Như người đức hạnh chân tu thì tôi cho hết tích trượng cả xa, ấy là không có tiền đó. Tiêu Võ nghe nói thông, mừng lắm, biết không phải kẻ tầm thường, liền xuống ngựa bái mà nói rằng: Tôi thất lễ, xin thầy miễn chấp. Bệ hạ tôi lòng lành trọng Phật, đương lập đàng thủy lục. Nhóm hơn 2.000 sãi mà thầy cả là Trần Huyền Trang, đáng mặc cả xa này và cầm tích trượng ấy, xin thầy theo tôi đến bệ hạ coi thế nào. Quan Âm nghe vậy chịu đi. Tiêu Võ dắt vào Thiên Tử tâu rằng công việc tích trượng cà sa, vui mừng lắm mới hỏi giá bao nhiêu. Hai sãi đứng dưới thềm không lạy, trả lời rằng: Tích trượng 2.000 lượng, cà sa 5.000 lượng. Vua hỏi: Cà sa có chi báu mà giá mắc như vậy? Quan Âm nói: Áo cà sa này của tiên nữ dệt, lại thêu bông sen và đính những hột châu, 4 góc 4 hột châu chiếu ban đêm sáng như ban ngày, chính giữa có châu như ý và châu ngăn gió, viền bằng vàng, nút bằng ngọc, mặc vào khỏi đọa luân hồi, lại thêm sáng láng, bụi chẳng đóng vào, của Phật chế ra, muôn đời truyền để. Vua nghe nói mừng lắm, mới hỏi: Còn cây gậy báu thì thế nào? Quan Âm nói: Gậy này bằng cây mây của tiên, gậy dài 9 lóng, Mục Liên tìm mẹ, cũng nhờ nó mà phá ngục môn, ai cầm gậy này thì đi Tây Phương được. Vua nghe nói rồi, giờ áo ra xem, quả là vật báu, mới phán rằng: Chẳng giấu chi thầy, nay chẫm làm thủy lục tại chùa Hóa Xanh có cả ngàn thầy giảng kinh. Thầy cả là thầy Trần Huyền Trang, người đức hạnh lắm, nên mua hai vật này cho thầy cả, xin thầy nói thiệt giá bao nhiêu. Hai thầy chắp tay: Mô Phật, như người có đức hạnh, tôi cho không chẳng lấy tiền. Nói rồi rời gót. Vua truyền Tiêu Võ kéo lại mà phán rằng: Thầy nói giá 7.000 lượng bạc, chẫm mua hết, thầy chẳng ăn tiền, té ra chấm y làm vua mà đoạt của này hay sao? Chấm xin trả y giá, thầy không đặng chối từ. Hai thầy bái mà nói rằng: Chúng tôi có lời nguyện cho người đức hạnh,
Này bệ hạ hiền lành nhân đức, kính Phật chuộng tăng, chúng tôi xin dâng cho thầy cả giảng kinh, quyết không dùng tiền bạc. Vua nghe nói hết lời như vậy, truyền dọn tiệc chay mà đãi đặng. Quan Âm chẳng chịu dùng, giã từ lui gót đi về miếu thổ thần. Vua Thái Tôn lâm triều sai Ngụy Trừng mời Huyền Trang vào điện mà phán rằng: "Chấm chẳng biết lấy gì tạ ơn pháp sư. Hồi sớm mai Tiêu Võ dắt hai sãi vào cúng áo cà sa và tích trượng, thiệt là báu vật đấy, nên mời pháp sư đến đặng chấm ban cho." Huyền Trang lạy tạ ơn, vua phán rằng: "Pháp sư mặc áo vào này cho chấm nhắm thử nào." Huyền Trang mặc áo cà sa, cầm tích trượng oai nghi rực rỡ, châu ngọc lâu lâu xem hình như Phật tử, nội trào văn võ khen vàng. Vua Thái Tôn mừng quá, truyền hai đội ngự lâm quân theo Huyền Trang. Dạo chợ dường như quốc trạng khoe quan, già trẻ gái trai coi như coi hội, kẻ khen rằng: "Như Lai dáng thế, người gọi là La Hán xuống vạc. Huyền Trang về chùa Hóa Xanh, các sãi ra rước mới ngó thấy, ngỡ là địa tạng đến àm. Huyền Trang vào chùa thắp hương lạy Phật, ít ngày đến đầu cái thất nữa." Vua và hoàng hậu nói với các quan văn võ đồng tính nghe kinh, thiên hạ đồn vang đi coi như kiến cỏ. Còn Quan Âm với Huệ Ngạn rằng: "Thầy trò ta giả dạng đi coi, một là xem hội lớn thế nào, hai là coi kim thiền có phước mặc áo cà sa, ba là nghe giảng kinh chi cho biết." Ba thầy trò vào chùa xem thấy nghi tiết không nhượng cảnh Tây Phương, Huyền Trang tụng kinh độ vong, rồi giảng kinh an bang, rồi lại nghe giảng nhân quả, khuyên lành răn dữ. Quan Âm bước lại vỗ bàn hỏi lớn rằng: "Hòa thượng này biết giảng kinh thấp mà giảng nỗi kinh cao không?" Huyền Trang nghe nói mừng rỡ, bước xuống bái mà nói rằng: "Kẻ đệ tử cam thất lễ, xin sư phụ từ bi thương. Chúng tôi giảng kinh thấp mà thôi, cớ kinh sao chưa từng thấy." Quan Âm nói: "Mấy cuốn kinh thấp độ không đặng vong hồn, ấy là làm việc qua tăng lề mà dối thế. Ta có ba tặng kinh cao của Phật tổ, cứu người khổ nạn, đã siêu độ vong linh, lại còn thành chánh quả." Hai đàng đứng nói chuyện, quan thắp hương thấy vậy vào tâu rằng: "Pháp sư đương giảng kinh, bị hai thầy chùa lát ở đâu, vua kéo xuống giàn cãi lấy." Vua dạy bắt vào, hai sãi đứng chờ chờ không bái, ngước mặt mà nói rằng: "Bệ hạ hỏi tôi chuyện chi đó?" Vua hỏi: "Phải hai thầy bán áo hôm trước không?" Hai thầy nói: "Phải đó." Vua phán rằng: "Thầy đi coi giảng kinh thì vào mà dùng đồ lật, sao lại cãi lẽ với pháp sư?" Quan Âm nói: "Pháp sư của bệ hạ tụng kinh thấp quá chừng, siêu hồn độ sao nổi. Tôi có bà tặng kinh cao của Phật tổ, độ mới nổi vong." Vua mừng hỏi: "Kinh cao ấy ở đâu?" Quan Âm nói: "Ở tại chùa Lôi Âm, bên tây vương nước Thiên Trúc, là kinh của Phật tổ, hay trừ tai nạn lại độ vong hồn." Vua nói lên giàn ngồi giảng, Quan Âm và Huệ Ngoạn đồng bước lên giàn, rồi đằng vân lên nửa chừng, hiện hình Quan Âm Bồ Tát, tay cầm bình dương liễu, còn Huệ Ngạn cầm gậy sắt đứng hầu. Vua tôi và các sãi đều thất kinh, rung rung quy lạy đồng niệm: "Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát vang trời." Vua truyền thợ vẽ họa hình. Họa vừa rồi, Quan Âm và Mộc Cha biến mất, xa xuống lá thiệp trên đề chữ như vậy: "Tỏ cùng Chúa Đại Bàng, kinh tại cảng Tây Phương, dặm đã xa 10 vạn, đường thêm 08 ngàn. Kinh cao về nước cả, hôn quỳ khỏi thành can. Ai có công đi thỉnh, ngày sau hóa Phật vàng." Vua xem lá thiệp rồi, truyền các thầy chùa dẹp đám, đợi thỉnh cao tăng về tới rồi sẽ làm chay. Lại phán hỏi các sãi rằng: "Ai chịu đi qua Tây Phương mà thỉnh kinh cao cho chậm?" Hỏi vừa dứt tiếng, pháp sư quỳ tâu rằng: "Tôi tuy giờ xin tình nguyện đi thỉnh kinh cao, đặng cầu khẩn cho giang san bền bỉ." Vua nghe mừng lắm, đỡ Huyền Trang dậy mà phán rằng: "Pháp sư có lòng trung nghĩa, chậm xin gọi tiếng anh em." Nói rồi lại Huyền Trang bốn lạy mà kêu bằng ngự đệ là thầy thánh. Huyền Trang cũng lạy đáp mà nói rằng: "Tôi có tài đức chi mà bệ hạ đãi tôi quá lẽ. Tôi hết lòng hết sức đi cho tới Tây Phương mà thỉnh. Nếu thỉnh không đặng kinh, chết thì chịu chứ không hề trở lại, bằng tôi nói dối phải đọa lại ngục chung thân." Lại thắp hương thể trước bản, xin Phật làm chứng. Vua Thái Tôn mừng rỡ phán rằng: "Để chấm về cung viết điệp, cấp cho ngự đệ, tới nước nào trình điệp ấy thì nước đó phải cho đi. Đợi chọn ngày lành, chấm sẽ đưa ngự đệ." Nói rồi từ giã về cung. Còn Huyền Trang trở về chùa Hồng Phước, các sãi hay tin ấy can rằng: "Thầy ơi, nghe đồn đường đi qua Tây Phương nhiều hùm beo yêu quỷ, sợ đi đặng chớ về không đặng đó thầy à." Huyền Trang nói: "Ta đã thề rồi, không thỉnh kinh về thì đọa địa ngục. Đường đi tăm tăm mù mù, không biết lành dữ. Cách đôi 3 năm hoặc 5-7 năm chi đó, coi chừng mấy cây tòng trước cửa núi, chờ ngọn qua đông
thì ta về đó. Nếu không vậy thì các ngươi đừng trông đợi làm chi. Các trò nên nhớ đấy. Bữa sau vua Lâm Triều đủ mặt văn võ, bèn truyền viết điệp thông hành, đóng ấn xong xả. Quan Khâm Thiên dám tâu rằng: nay nhằm ngày nhân chuyên, xuất hành tốt lắm. Kế quan coi cửa và tâu rằng: có ngư đệ pháp sư vào ra mắt. Vua vời vào điện mà phán rằng: ngư đệ ơi, ngày nay xuất hành tốt lắm. Chấm cấp điệp thông hành và cho cái bình bát vàng, đem theo mà dùng. Lại cấp theo hai tên tùng giả và một con ngựa kim mà đỡ chân. Huyền Trang lạy tạ ơn, vua và các quan đưa tới ải. Còn các sái ở chùa Hồng Phước đem quần áo đi theo. Vua Thái Tôn hỏi: ngư đệ hiệu chi? Huyền Trang tâu rằng: tôi là người tu hành, không dám xưng hiệu. Thái Tôn nói: chậm nghe Quan Âm nói, bên Tây Phương có kinh Tam Tạng, đặt hiệu cho ngự đệ là Tam Tạng đành không? Nói rồi bưng chén rượu. Huyền Trang lạy tạ, rồi bưng chén rượu mà tâu rằng: bệ hạ cho hiệu hay lắm, còn rượu này luật chùa cấm nhặt thủa nay, tôi chẳng dám dùng. Vua phán rằng: ngày nay chẳng phải như ngày thường, và lại rượu nước dừa nữa, ngự đệ uống một chén là nhậm lễ chấm đưa. Nói rồi cúi xuống, hốt bụi cát mà búng vô chén rượu. Tam Tạng không hiểu ý gì, cúi đầu ngẫm nghĩ. Vua cười mà hỏi rằng: ngư đệ đi chừng nào về? Tam Tạng nói: chừng lối 3 năm thì tôi về tới. Vua phán rằng: lâu năm chảy tháng, dặm hẳn đường xa, ngư đệ uống chén rượu này là thà mến đất xứ mình 1 nắm, chớ tham vàng nước khác 1000 cân. Tam Tạng nghe rồi mới nghĩ ra sự búng cát vô rượu, uống cạn chén tức thì. Vua Thái Tôn từ giã về cung, còn Tam Tạng lên yên dục ngựa tiến về phía tây.